Em mến nó đặc biệt quá. Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Đây, Mai vừa ngủ dậy nha. Ở đây thì hơi lạnh một chút nha cô chú anh chị các bạn. Đây sáng ra hơi lạnh này. Mai phải mặc áo khoác mà Mai vẫn thấy hơi lạnh, cần cái áo nó ấm hơn một chút, nhưng mà bây giờ mình đi bộ ra anh nắng ấy, ra chỗ nắng thì sẽ đỡ hơn. Ok, bây giờ thì nhà Mai đi bộ xuống cái chợ ở đây, tại vì là bác chủ nhà bác nói là ở đây có một cái chợ họ bán gan ngỗng đấy, cái chợ Noco, mà họ sẽ họp chợ ở đây, nên là Mai mà đi tới khu nào á mà thấy có chợ nhỏ 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 đó là Mai sẽ đi nhá. Mai sẽ xuống xem chợ bán có cái gì. Ố, đi bộ gặp con chó chạy ra chào Mai nhá, dễ thương chưa. Ông xã quên mang cái túi đấy, chạy về nhà lấy túi. Mai đặt câu hỏi như là không biết họ xây cái này để làm cái gì nhá, hay là cái nhà chim ấy. Mai không biết là bên trong nó tên là à không. Mai đang thắc mắc hả, nó xây cái nhà làm gì mà không ai hiểu. Em mẹ không hiểu, ông xã mẹ không hiểu. Em mẹ đang tính là chắc là họ để đồ ăn vào bên trong để cho chim vào đó. À, đến đây thì ông xã đang chỉ cho em mẹ đấy là những cái biển báo ở đây, ngôi làng rồi như thế nào. Cô chú anh chị bạn thấy không đấy, biển báo đây bằng gỗ nhá. Đó, Pháp nghèo như vậy đấy. Mai đùa thôi nha, Pháp rất là thân thiện nhá, rất là thân thiện. Rất là nhiều những cái biển báo như này, ngay ngôi làng của Mai cũng bằng gỗ nhá. Rất là thân thiện với môi trường. Ông xã thì rất là tỉ mỉ và nhiệt tình. Đi tới đâu ấy là chỉ trỏ rồi nói rồi giới thiệu cho các con hiểu nha. Có nghĩa là anh ấy biết đến đâu thì anh ấy giới thiệu cho các con tới đấy thôi. Đi đúng 100m đây. Ngôi nhà Mai ở chỗ này đấy. Đây là cái nhà dưới, là cái nhà thứ hai, là cái nhà của Mai này đó. Và trên cùng là một hai cái nhà nữa sẽ tới cái lâu đài. Thì đi bộ tới đây có đúng 50m là tới chợ này. Chợ nhỏ xíu mà đồ của người ta có, người ta bán nha. Rau củ trồng được ngoài vườn. Bác chủ thì giới thiệu ở đây có cái tiệm bánh rất là nổi tiếng, nên là chút nữa ta đi nhà Mai sẽ mua thử. Mà ở đây là cái nhà nó hoàn toàn bằng đá này, 100% bằng đá. Ở đây thì rất nhiều ngôi nhà bằng đá rất là xinh nhá. Ở Pháp thì họ vẫn yêu những người bán đồ của họ tự làm ấy, giống như là mật ong này đó, hay là rau củ họ trồng được ở vườn này, rất là quý nhá. Họ làm những kẹo mật ong này ấy, 500g 9 đồng này, 250g 5 đồng này, 500g 8 đồng rưỡi này, mật ong đó, xinh chưa? Ây, 13 đồng này, là một cái wafer 500g. Đấy, đây là 13 đồng này, có hơn 300 nghìn thôi. Nên là mình tặng ai cũng được ấy, rất là xinh nhé. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, đi du lịch mà tới đây là sẽ tặng mọi người. Bonjour madame. Đó, ở đây còn có những người họ làm, họ bán này, 20 đồng một cái khăn mà mình để mình đeo vào người để mình tạm. Bonjour madame. Mình đeo vào người để mình nấu bếp. Bonjour. Đây là hành nhá. 4 đồng rưỡi một cân này, hành họ trồng ở vườn á. Cô chú anh chị bạn nhìn có thể thấy là họ trồng ở vườn luôn đó. Nhìn cái quả dưa nó xấu xí để 4 đồng 20 một cân. Kia là quả dưa hấu. Đó. Rau củ họ trồng ở vườn thì nhìn sẽ khác ngay nhé, nó rất là xấu. Cô chú anh chị bạn thấy không? Nó xấu, nó không đẹp như là rau củ mình mua trong siêu thị. Oh, c'est quoi ça? Tomate cerise. Bonjour. Je prends un s'il vous plaît. Đây, Mai mua. Wow, oui. Mai mua một cái bịch cà chua này, c'est super joli couleur. Eh, có ớt nữa. Je prends 100g de 100g de piment. Piment, ớt này, gặp ớt là Mai là mua luôn. Thích chưa? Đấy. Cũng khoảng 2 triệu đồng một cân nhân 550.000 cân ớt. 100g và plus. Oui. 100g ou gram près. Pin đủ trời. Mai bốc chuẩn chưa? Đúng 100g. Đây nó có những quả courgette này, ngon chưa này? Je prends quelques courgettes aussi. Je prends plus petit courgette. C'est tiché.
Voilà. Đó, đến đây là mua chợ. Ui, đây. Mai thích mua cái rau củ nhỏ xíu này, ăn nó rất là ngon. À, chứ mình không thích những quả to như này, Mai thích những quả nhỏ nhỏ đó. Ui, xin chứ. Đấy, anh này có cà chua vườn nữa nhá. Cà chua này, trời ơi, mua cà chua về trộn salad ăn. Ngon chưa? À, ngoài kia là họ bán olive muối nhá. Rất là nhỏ. Merci. Chào. Chị chiếc. Dona papa. À, xem con lươn miên nè. Lần đầu tiên mà Mai tới đây, Mai thấy họ có Sigo de Sa Phong này. Sa Phong là nhị hoa nghệ tây nhá. Lần đầu tiên đây là óc chó với lại Sa Phong này đó, với lại nhị hoa nghệ tây này. Ui, tất cả mọi thứ cùng là cho nhị hoa nghệ tây vào nhá. Có nghĩa là quả dâu rừng này, quả dâu tây này, quả mâm xôi này, hay là quả óc chó này như cô chú anh chị bạn. Rồi là kể cả là giấm nhá, họ cũng cho Sa Phong vào. Ô, đẹp chưa? Cái gì ông này cũng cho Sa Phong vào. Cái này là trong này có rượu mạnh nè, 40 độ nè. Với lại có nhụy hoa nghệ tây ở đây này, với lại mật ong nữa. Can vi vani. C'est combien par bouteille là? C'est 16 euros pour une ou 30 euros pour deux. Ah, d'accord. Vous pouvez les goûter si vous voulez. Moi, je bois pas icône. Ah, je peux vous faire goûter du miel au safran. D'accord. Có nghĩa là Mai bảo là họ có thể cho mình uống thử nhá, 16 đồng một chai, nó khoảng cỡ hơn 400 nghìn một chai này. Nếu mà mình mua hai chai ấy, sẽ là 30 đồng, rẻ hơn một chút. Đấy, cái này là rượu mạnh thì Mai chỉ muốn là mua để mấy bữa nữa bạn của Mai sang để có thể uống thử đó. Em mê, đấy, bây giờ em mê là thử này. Em mê thử mật ong này. Nhật tình thử. Ủa, phê tăng xương tung bay. Tung bay phê tăng xương. Đó, hai mẹ con thử mật ong nhá. Thế là miên. Mẹ xin là sao phong? Il a le goût de sao phong? Oui. C'est bon? Oui, spécial. Em mê là nó đặc biệt quá. Đấy, khách hàng thi nhau thử này, đấy ai cũng thử đây. Bác này rất là nhiệt tình nha, cho tất cả mọi người thử này. Đấy, ai cũng quyền thử này. Đó. Ai cũng thử luôn. Đấy, khách đứng xếp hàng này. Cô chú anh chị các bạn thấy không, người Pháp họ rất thích những cái thứ mà làm kiểu artisana, có nghĩa là làm mà thủ công ấy. Họ rất là thích, họ rất là kiên trì. Giống như là dù là rau củ trồng ngoài vườn có xấu chăng nữa, họ cũng muốn ăn, tại vì họ thích nó an toàn hơn ấy, nó không có những cái chất giống như kiểu là kích thích ấy. Đó, không phải giống như mình gọi là gà công nghiệp, mình lại gà cháy bộ đó. Nó khác nhau ấy, thì người bên đây họ rất thích như thế, mà họ vẫn giữ lại những cái nghề truyền thống của họ nhé, hay là họ làm những công việc họ yêu thích. Đấy, anh giới thiệu rất là tỉ mỉ từng tí một đấy cho. Cái gì mà khách chỉ trò hỏi anh cũng cho thử hết. Ông xã đang xếp hàng để mua bánh mì nhá, tại vì bánh mì rất là đông người mua. Et plus puissant c'est le pur safran. À, pur safran. Oui, il y a pas de goût avec. Celui-là est très doux. D'accord. Et je peux vous faire goûter un tout petit peu? Moi, sans alcool. D'accord. Mademoiselle, peut-être? Elle a trop petit. Oh, d'accord. Anh ấy muốn cho em về muốn thử, nhưng em nói là dạ không, cháu vẫn chưa đủ tuổi. Đây là mật ong với lại tất nhiên là có rượu mạnh nha, 40 độ mật ong với lại nhụy hoa nghệ tây này. Nhưng anh ấy giới thiệu cho Mai là cái loại phong boát này là quả mâm xôi với lại sa phong với lại nhụy hoa nghệ tây. Còn đây là sơ ghi với lại cũng là nhụy hoa nghệ tây. Có cái loại là gừng nhá, gừng với lại nhụy hoa nghệ tây. Còn đây là châtaigne, là cái hạt quả hạt rẻ đó. Và cuối cùng là 100% sa phong. Đấy, Mai sẽ chọn cái này.
Je pense ça d'abord. Mai sẽ chọn một cái này đầu tiên này. Anh đấy trồng là 100.000 cây sa phong hả? Ôi, tự làm như vậy. Ôi, ôi giỏi. Đây là sa phong đến từ Pháp luôn nhá. D'où la nécessité de déplanter au bout de 3 ans. Cô chú anh chị thích, các bạn thấy không? Cứ 3 năm mới lại phải đúng rồi, 3 năm mới lại phải bỏ cái cây nhiễu hàng ở Tây đi nhá. Lại phải trồng lại, có nghĩa là chỉ được 3 năm thôi. Đó chứ không phải là thu vĩnh viễn như những cây khác đâu, cây cổ thụ khác đâu. Đây là anh ấy tự trồng nhiễu hoa nghệ Tây luôn nha. Đấy, cái vườn của anh này đó. Đấy, từng lúc từ năm 2015 này. Đấy, hình chụp nha. Đấy, sa phong là tại Pháp luôn. Đây đây, anh ấy đây này. Anh ấy tự trồng, tự làm luôn đó. Và cứ 3 năm mới lại phải thay đổi một lần nha. 3 năm lại phải phá đi làm lại. Không sợ là đất nó không có đủ để nuôi dưỡng nhiễu hoa nghệ Tây. Et par contre, ne laissez pas la bouteille de rhum au chaud en plein soleil dans la voiture. Parce que quand ça monte à 60 degrés, ben le bouchon monte aussi. À, anh ấy dặn rằng là không được để cái chai này trong cái xe ô tô nó quá nóng, tại vì nóng ấy thì là nó cái rượu mạnh này nó sẽ lên đến 100 độ, nó sẽ làm vỡ nút ấy. Ô, các kết cửa rùa đây nè. Chai rượu làm chỉ mới có mấy ngày nhá. Anh ấy nói là cái nhị hoa nghệ Tây nó còn chưa kịp tan ra. Oui. Merci. Đó. Mai đã mua hai chai để đợi bạn Mai sang sẽ thưởng thức nhá. Loại rượu tự làm, anh ấy tự làm luôn, tự trồng nhị hoa nghệ Tây. Nói tự làm loại rượu có nghĩa là thủ công luôn nhá. Au revoir, merci. Đây là cái cửa hàng mà ông xã Mai rất là mê nhá. Kêu là phải xuống đây thử gan ngỗng ở đây. Tại vì anh này là anh ấy nuôi vịt nhá. Đó. Nuôi vịt nè, xong rồi tự làm gan ngỗng. Bonjour. Oui. C'est quand même le goût de mon basilic. Oui. Ici c'est 4-5 personnes, donc si vous êtes que 3, c'est trop grand. C'est plutôt ici. Ah, anh giới thiệu đây. Basilic, et sur celui-là, on y a rajouté 5 grammes. Comme ça. Ça sert à rien d'en acheter, de le manger sur plusieurs jours parce que ça perd beaucoup de goût. Vous pouvez les garder toute la semaine, c'est pas parce que c'est du foie gras. Vous pouvez les garder dans le coffre de la voiture toute la semaine, la voiture au soleil, ça risque rien. Đấy, thấy chưa? Kể cả là để ở trong ô tô của mình cả một tuần và ở nhiệt độ rất là cao cũng không có sao nhé. Anh hướng dẫn từng chút một. Hết 51 đồng ấy, thì mai trả 50 đồng, anh đồng ý, anh không sao cả. Merci monsieur. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Đi một vòng. À, cái chợ, đến cái chợ này thì ai cũng muốn mua nhé, tại vì quan trọng nhất là hàng của người ta là tự làm ấy, người ta tự làm, tự nuôi, tự trồng. Đây đây là bác này, bác ấy làm 100 ví này, rồi tất cả mọi thứ bằng gỗ này. Trời ơi, quý chưa, bằng gỗ nhá. À, bằng da, bằng gỗ gì giả da này. Đấy, 65 đồng này. Trời ơi, 65 đồng hiện tại bây giờ gần 2 triệu đó, gần 2 triệu cái túi sách như này này. Cái này là 540.000 này, 550.000 cái ví này này. Đây là hoàn toàn đồ bằng gỗ hết nhá. Ở đây thì có một cửa hàng là chị trồng, tự trồng những cái giống như mình gọi là cái cây hoa thơm á, đó, giống như hạt mùi, hạt tất cả các loại hạt đấy, cái rất là thơm nhá. Đây là hoa oải hương này. Lavong, tim và gomaga, có nghĩa là tất cả các loại hoa đấy thì chị có thể làm vào muối này. Mọi người có thể thấy này, là muối mình có thể ướp đồ ăn này, rất là xinh nhá. Và đây là đặc biệt là những cái này là cái mà Duce Move là giảm đau này, cái này Dexto là có nghĩa là cái gì thanh lọc cơ thể này đó. Mata thì Mai không có hiểu lắm nhá. Thì mỗi một chai mình có thể uống nóng uống lạnh. Chị vừa giới thiệu chai nhỏ nhất là 9 đồng, chai lớn thì 12 đồng và 16 đồng. Chai lớn nhất thì tương đương với lại có hơn 400 ngàn thôi. Đó. Xinh chưa? Mà họ làm hoàn toàn thủ công nhé. Người Pháp là họ quý là như vậy đấy. Đây có một cái bình để mình có thể là pha
pha để uống đấy. Đó, đây là họ làm 100% thủ công nhá. Đó, đấy là cái mà người Pháp họ rất là thích. Họ thích là ở là họ vẫn giữ được lại những cái văn hóa truyền thống và họ yêu nghề, họ muốn mang tới cho khách hàng những cái mặt hàng tốt nhất, sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Đấy, em mới tới đây thì bắt đầu lại mua cái vòng đeo tay này. Chị thì chị điệu lắm. À, chắc là xin tiền bố hả? Chứ không thấy xin tiền mẹ. Mai nghĩ là chị làm, tại vì đây là những cái chị tự sơn, tự chấm đấy cô chú anh chị các bạn. Xinh chưa? Họ tự làm, họ tự xỏ. Merci, bonjour les. Il est beau. Oui, d'accord. Nous ken tu as dit ken? Oui. Ah oui. Mais fait dans son sac à ça. Thì sáng ra thì nhà Mai sẽ đi mua cái bánh mì kiểu này nhá. Sandwich rất là đơn giản, xong rồi mình kẹp vào xong mình cầm đi để ngày mai bơi chèo thuyền đó, chỉ rất là đơn giản thế này thôi. Đó. Ở đây thì được nói là rất là nổi tiếng bánh ngọt nhá, rất là ngon. Đây là chuẩn nông xã đi chợ nhá, tay bị thế này. À, túi sách này, lách ôm bánh mì này. Người Pháp thì sáng sáng ra rồi thường thường đi mua bánh mì nhá. Gia đình Mai đã đi chợ trời về tới nhà nhá. Cô chú anh chị bạn thấy cái chợ trời nhỏ xíu xíu à, có khoảng cỡ 5-6 gian hàng thì không hơn, không kém. Nói chung là cái nói chuẩn là chưa đến chục gian hàng. Đó, mà họ vẫn họp đều hàng tuần nhá. Cái chợ nhỏ xíu xíu đã đó. Cũng muốn tốn lắm nhá cô chú anh chị bạn. Đó, xíu xíu này. Đây hai chai rượu này để đợi bạn Mai sang. Bạn Mai sẽ thưởng thức. Ok, nhà Mai đã đi chợ về tới nhà nhá. Đó, đó là buổi sáng đầu tiên có mặt ở đây. À, mà chỉ có đi cái chợ nhỏ xíu mà Mai đi tới chỗ nào mà anh thích đi cái chợ như thế nhá. Nó rất là không biết nói làm sao nhỉ, nó kiểu là chuẩn như ở Việt Nam mình ngày xưa đấy. Mỗi lần mà ra chợ thì mình mua được đủ các loại rau củ quả. Mai thấy nó rất là thân thiện, mà đặc biệt là hàng của họ, họ tự làm, tự nuôi, tự trồng, tự sản xuất, họ bán nhé. Chứ không phải là cái kiểu là mình mua hàng về đây bán đâu. Cái này cái sự khác nhau lên là cái người Pháp họ rất là thích và Mai cũng rất là thích. Dù mình không mua hoặc mua ít mua nhiều, nhất là rau củ quả đấy, mình mua được ớt ở đây, mình mua được bí ngòi đây, mình mua cà chua đây, Mai rất là vui. Ok, buổi chợ của Mai đã xong, bây giờ thì Mai chuẩn bị ăn cơm. Và nhà Mai chiều nay sẽ đi tới một ngôi làng, một trong những ngôi làng đẹp nhất của Pháp nhé, thăm, và Mai sẽ quay để chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. À, nếu cô chú anh chị các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye.